Cuộc sống giờ một ngạt quá thì làm nào? Thì tìm về tuổi thơ ấy, còn làm nào nữa? Hayate Maru, vũ khí chính của chiến đội Nhẫn Phong, bao gồm một cây kiếm và bao đựng kiếm, tay cầm màu đỏ pha những chi tiết vàng mã, đặc biệt với một bàn phím số cách điệu. Ở giữa là nơi lắp các ký tự, bên trong là nơi hiển thị của đèn LED. Phía trên vỏ kiếm gồm màu đen và vàng, có tên của chiến đội bằng đề can cực đẹp. Bên trong là lưỡi kiếm, cấu tạo đơn giản nhưng khá sắc bén. Tuy vậy nhưng phần mũi vẫn chỉ là nhựa dẻo, cực kỳ yên tâm khi chơi. Khả năng cầm nắm của em nó là rất tốt, có âm thanh, ánh sáng. Đi kèm là một hộp đựng nhỏ, nơi chứa những ký tự của Hayate Maru. Bên hông có nơi cài vào cạp. Mặt sau của vỏ hộp sẽ cho ta những combo phím bấm để tái hiện các chiêu thức trong phim. Và khi kết hợp với bao kiếm, chúng ta sẽ có chế độ súng trường. Tay cầm kiếm giờ sẽ trở thành chuôi đỡ, cực kỳ hợp lý. Phần đầu súng là nhựa dẻo màu vàng, mềm và mịn. Chưa hết, ta sẽ có một sợi dây và đầu gắn để trở thành nhẫn giả đeo kiếm sau lưng. Và một chiếc medal siêu to với logo của hệ thống trưởng phái ninja. Mạ chrome, đề can các kiểu bóng loáng luôn. Phải nói là thiết kế ngày xưa nó vẫn có cái gì đấy. Đỉnh chóp, hai dạng với cách chơi thì cực kỳ ấn tượng. Thực sự là cái việc xem phim với lúc mà được cầm trên tay quăng quật các kiểu, nó là một cái trải nghiệm thì đấy, phải nói là thực sự rất khác. Nếu có cơ hội, hãy trải nghiệm em nó một lần. Kiểu nó cứ bị ok anh em ạ. Nhờ.